Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cách tính và chọn CV. Đáp ứng những đòi hỏi về an toàn ngày càng cao của con người, các nhà sản xuất thiết bị điện đã cho ra đời rất nhiều thiết bị bảo vệ mạng điện dân dụng nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho con người sử dụng. Tiêu biểu và thông dụng nhất là CV. CV được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker. CV là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp trong mạch điện. Có nhiều cách lựa chọn CV, tuy nhiên dù cách nào thì chúng cũng phải thỏa mãn các điều kiện sau. Ở đây ta có công thức IB nhỏ hơn IN. IB là dòng điện tải lớn nhất, IN là dòng điện định mức. Ví dụ ta có tải của động cơ một pha có công suất là 2 kW, cốt phi là 0.8. Ta sẽ có dòng làm việc của động cơ từ công thức sau: B bằng U nhân Y nhân cos phi suy ra. Dòng điện là Y bằng B chia U nhân cos phi. Khi thấy các giá trị trên, ta sẽ có được dòng điện làm việc là 11.36A. Vì vậy, khi ta catalog của các nhà sản xuất, ta sẽ chọn được CV có dòng định mức là 16A để sử dụng. Vừa rồi, tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn sơ lược về cách tính và chọn CV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.